7 loại thực phẩm phụ nữ ăn càng nhiều càng trẻ da, U60 nhìn như gái 20. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, muốn làm đẹp từ bên trong cơ thể cần nuôi dưỡng vẻ đẹp bắt đầu từ chế độ ăn uống hợp lý, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, sắc vóc, làm da đẹp. Chế độ ăn cân bằng nghĩa là phải đảm bảo cho cơ thể không bị thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm, axit, chất béo thiết yếu, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Để bảo đảm nhận đủ các chất dinh dưỡng thì cần ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên thì có một số loại thực phẩm càng sử dụng nhiều càng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn. Xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu. 7 loại thực phẩm phụ nữ ăn càng nhiều càng trẻ da, U60 mà nhìn như gái 20. 1. Quả kiwi. Quả kiwi nổi tiếng ở đất nước New Zealand, nay được du nhập khá nhiều vào nước ta với những công dụng rất tốt cho sức khỏe. Nhờ rất ít calo, tốt cho hệ tiêu hóa, và trong thành phần thịt quả thì có chứa lượng vitamin C rất cao. Ngoài ra còn có chứa vitamin A, vitamin E và các loại axit hữu cơ. Quả kiwi không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất được ưa chuộng trong việc làm đẹp. Theo kết quả nghiên cứu thực tế của các bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng thì tỷ lệ vitamin C có nhiều nhất trong trái kiwi là đứng đầu trái kiwi vàng là 110mg trên 100g. Đứng thứ hai là kiwi xanh chiếm 90mg trên 100g. Tương tự, trong một trái kiwi vàng với trọng lượng là 100g thì còn có thể đem lại 2,2mg vitamin E cho cơ thể. Còn kiwi xanh là 1,45mg trên 100g. Kiwi là một liều thuốc thiên nhiên góp sức vào chức năng tiêu hóa cho cơ thể, tăng cường chức năng của dạ dày và giúp làm giảm hiện tượng táo bón. Ngoài ra, ăn quả kiwi còn làm giảm đáng kể sự tích tụ của các tiểu huyết cầu, phản ứng lại việc phóng thích ra collagen trong máu, giúp làm giảm tỷ lệ máu bị đóng cục, làm cho khí huyết lưu thông, tránh được bệnh tai biến mạch máu não và các bệnh về tim mạch. Với thành phần chứa nhiều lutein thì những trái kiwi còn đem lại cho phụ nữ một làn da mịn màng với mái tóc mềm mượt, óng ả. Và đặc biệt, kiwi còn rất được ưa chuộng bởi làm các mặt nạ chăm sóc da tự nhiên và hiệu quả. Quả kiwi rất giàu vitamin E, tốt cho da, giúp xóa mở đi nếp nhăn và ngăn ngừa sự xúc tác trực tiếp của tia UV lên bề mặt da. Quả kiwi không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn được rất ưa chuộng trong việc làm đẹp. 2. Cà chua. Cà chua có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, có lợi ích cho sức khỏe và cho hệ thống miễn dịch. Thành phần dinh dưỡng của cà chua có thể bảo vệ cơ thể khỏi nhiều căn bệnh nguy hiểm, bao gồm bệnh tim, tiểu đường và ung thư. Là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình của người Việt, cà chua có chứa nhiều lycopenin giúp chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, bổ sung cho da luôn săn chắc. Hãy kết hợp cà chua và thực đơn mỗi tuần với nhiều cách chế biến vô cùng đa dạng như nước ép, salad, tương cà hay mặt nạ cà chua. Bên trong quả cà chua cũng có các chất giúp cho da hạn chế được hấp thụ tia UV, nên cà chua thường được sử dụng để chiết xuất cho các loại mỹ phẩm làm trắng da. Hiện nay, cà chua được xếp vào loại rau củ phổ biến thứ tư, chỉ sau khoai tây, rau cải và hành tây. Cà chua mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao và giúp cho cơ thể chống lại được nhiều loại bệnh tật. Trong cà chua còn có chứa khoảng 95% là nước, 5% còn lại chủ yếu là bao gồm chất xơ và carbon hydrate. Có rất nhiều các cách khác nhau để chế biến cà chua mà vẫn giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn rằng cà chua sử dụng luôn tươi được đảm bảo trong nhiệt độ phòng. Không nên làm lạnh hoặc đông đá cà chua để tránh làm mất đi hương vị tự nhiên sẵn có.
cà chua được xem là một loại thực phẩm chức năng. Điều này có nghĩa là cà chua vượt xa việc cung cấp các chất dinh dưỡng cơ bản như một loại thực phẩm. Việc tiêu thụ cà chua thường xuyên còn có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và mang lại một số lợi ích về sắc đẹp, đặc biệt cho phụ nữ. Bên trong cà chua cũng có chứa các chất giúp cho da hạn chế được hấp thụ tia UV. Việc tiêu thụ cà chua thường xuyên còn có thể cải thiện được sức khỏe tổng thể và mang lại một số lợi ích về sắc đẹp đặc biệt cho phụ nữ. 3. Mật ong. Mật của ong chính là thành phần chất ngọt do những chú ong mật góp mặt các nhị hoa của các bông hoa. Không giống với đường trắng mà chúng ta thường hay sử dụng, mật ong là một chất làm ngọt tự nhiên. Trong mật ong có chứa một hàm lượng lớn nhất những chất chống oxy hóa và mang đặc tính kháng khuẩn rất có ích đối với sức khỏe con người. Chẳng những vậy mà mật ong còn có những giá trị dinh dưỡng nhất định trong việc giúp cho chị em phụ nữ chăm sóc làn da. Mật ong có tác dụng bồi bổ cơ thể, chống mệt mỏi, tăng năng lượng, giúp cho da dẻ hồng hào, ăn ngon miệng và ngủ sâu giấc. Vì mật ong giúp bổ sung ra nhiều loại vitamin và những khoáng chất cần thiết, giúp cho cơ thể luôn trong tình trạng dồi dào sinh lực, khả năng miễn dịch cao và ngăn ngừa được nhiều loại bệnh tật có thể có được cơ thể cường tráng. Chính nhờ vậy mà những người ăn mật ong thường xuyên sẽ tăng cường được sức khỏe và tuổi thọ. Ngoài ra, mật ong còn có tác dụng rất tốt với những người bị yếu tim, kích thích hoạt động của tim. Ngoài ra, mật ong còn có rất nhiều cách khác để sử dụng như được pha thêm để uống trà vào buổi sáng hoặc uống sẽ làm giảm nồng độ và dễ uống chống say. Dùng làm bánh để thay đường. Hiện nay, mật ong được dùng trong chế biến những thực phẩm giúp làm cho nhiều món ăn trở nên ngon và hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, mật ong có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tiêu diệt các gốc tự do gây ra bởi tia tử ngoại hay quá trình lão hóa của cơ thể. Các gốc tự do cũng là tác nhân gây ra các vấn đề về sắc đẹp, bệnh tật và ung thư. Mật ong chính là một phương thức rất tốt làm cho làn da của bạn. Mật ong giúp làm sạch lỗ chân lông, giúp làm mịn da, sạch sẽ. Mật ong còn giúp dưỡng ẩm cho da, ngăn ngừa được các nếp nhăn, chống lão hóa sớm. Vì thế, bạn nên biết một vài cách mặt nạ chăm sóc da với mật ong hiệu quả. Mật ong rất giàu khoáng chất và protein giúp ngăn ngừa bệnh ung thư, tạo mới các tế bào da và giúp cho làn da lên tông màu trong thời gian ngắn. Mật ong chính là một món trà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người với rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và làm đẹp. 4. Quả bơ. Bơ là nguồn phong phú các hợp chất thực vật quan trọng đối với việc phòng chống các loại bệnh ung thư. Bên cạnh đó, sự hiện diện của các chất chống oxy hóa như glutathione, vitamin C, vitamin E, carotenoid cũng ngăn ngừa một số bệnh ung thư hiệu quả như ung thư miệng, ung thư da và ung thư tuyến tiền liệt. Lợi ích của quả bơ khi hấp thụ là giúp tăng cường các cholesterol HDL, một loại cholesterol tốt có tác dụng tích cực tới sức khỏe của tim mạch. Các nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng ăn bơ thường xuyên giúp cung cấp axit oleic không bão hòa, có lợi cho tim, làm giảm nguy cơ về bệnh tim mạch, điều trị các bệnh có liên quan tới mỡ máu. Tuy bơ có vị béo, nhưng đây là chất béo bão hòa đơn nên sẽ không gây tăng cân, mà ngược lại nó còn giúp kiềm chế cơn đói. Một nghiên cứu của Trung tâm Y sinh học của Anh đã chỉ ra rằng các bữa ăn với bơ có xu hướng làm tăng cảm giác no lâu hơn so với những bữa ăn sáng không có bơ, từ đó cắt giảm được cơn thèm ăn. Bổ sung bơ vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày là biện pháp đơn giản để giúp bạn duy trì được vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Trong một quả bơ có chứa tới 320 calo,
17 gram carbon hydrate và gần 15 gram chất xơ cùng với vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B6 và chỉ 30 gram chất béo, ít hơn 5 gram đường. Không những vậy, bơ còn là nguồn tuyệt vời của magie, kali, beta carotenin và axit béo omega 3, là tác nhân tuyệt vời trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cũng như duy trì vóc dáng, làn da và móng khỏe mạnh. Bơ là nguồn phong phú các hợp chất thực vật quan trọng tốt trong việc phòng chống bệnh ung thư. 5. Dầu ô liu. Từ xa xưa, các mỹ nhân Ai Cập cổ đại đã biết sử dụng dầu ô liu cho công cuộc làm đẹp của mình. Đây được xem là loại dầu vô cùng quý báu vì nó cung cấp rất nhiều độ ẩm cho làn da, làm giảm quá trình lão hóa và đặc biệt là xóa nếp nhăn nơi đuôi mắt vô cùng hiệu quả. Trước khi đi ngủ, hãy massage mặt với một vài giọt dầu ô liu, bạn sẽ có được một làn da mịn màng, căng tràn sức sống. Dầu ô liu được chiết xuất từ trái ô liu tươi là một loại quả đặc trưng của vùng địa Trung Hải. Trong dầu ô liu có chứa nhiều vitamin không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làm đẹp da như vitamin E, vitamin A, vitamin K và vitamin D. Do đó, bạn nên sử dụng dầu ô liu trong những thực đơn hàng ngày, có thể dùng để xào nấu hoặc món ăn, trộn salad đều rất tốt bạn nhé. Trước khi đi ngủ, hãy massage mặt với một vài giọt dầu ô liu, bạn sẽ có được một làn da mịn màng, căng tràn sức sống. Trong dầu ô liu còn có chứa nhiều vitamin không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làm đẹp như các loại vitamin E, vitamin A, vitamin K và vitamin D. 6. Yến xào. Với giá thành tương đối cao, yến xào là một phương thức duy trì sắc đẹp của những phụ nữ thượng lưu. Thường xuyên ăn yến xào sẽ giúp cải thiện được sắc tố da, giúp cho làn da trở nên hồng hào, trắng mịn. Với những người lớn tuổi mà ăn nhiều yến xào, không chỉ giúp bồi bổ cơ thể mà còn giúp làm giảm thiểu các nếp nhăn, mắt sáng, tươi trẻ và khỏe mạnh. Khi nhắc tới lợi ích của yến xào đối với phụ nữ thì trước tiên phải nhắc đến khả năng bồi bổ sức khỏe tuyệt vời của nó. Yến xào có chứa khoảng 18 loại axit amin, trong số đó có rất nhiều loại axit amin quan trọng mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Ngoài ra, với hơn 30 nguyên tố vi lượng khác trong thành phần của yến sẽ giúp gìn giữ và cải thiện sức khỏe, làm giảm căng thẳng cực kỳ tốt. Lợi ích của yến xào đối với phụ nữ không chỉ dừng lại ở việc bồi bổ sức khỏe, mà đây cũng được xem là một loại mỹ phẩm dưỡng da hoàn toàn tự nhiên cho chị em. Trong yến xào có chứa một hợp chất được gọi là threonine, hỗ trợ cơ thể sản xuất ra erythrin và collagen. Erythrin và collagen có tác dụng tái tạo lại cấu trúc của da, giúp da hồng hào và căng mịn hơn. Không chỉ thế, chúng còn giúp làm chậm lại đáng kể tốc độ lão hóa của làn da. Ăn yến xào thường xuyên sẽ giúp cho chị em duy trì được một làn da tươi trẻ, tươi tắn. Phụ nữ dù ở lứa tuổi nào thì cũng đều có thể sử dụng yến xào. Đặc biệt khi bạn bước qua tuổi 30, lượng collagen suy giảm khiến cho các nếp nhăn bắt đầu xuất hiện. Tuyệt vời hơn nữa là bạn có thể sử dụng yến xào thường xuyên mà không sợ bị béo. Nguyên nhân là vì trong yến xào thường có chứa đường tự nhiên, không hoàn toàn chứa chất béo. Và phụ nữ mang thai mà sử dụng yến xào là cực kỳ tốt. Yến xào giúp bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho mẹ trong quá trình mang thai, giúp cho mẹ giảm được căng thẳng, mệt mỏi. Bên cạnh đó, yến xào còn hỗ trợ cho sự phát triển của thai nhi, giúp cho thai nhi khỏe mạnh cho tới khi chào đời. Thường xuyên ăn yến xào sẽ giúp cải thiện sắc tố da và giúp cho làn da trở nên hồng hào, trắng mịn. Yến xào được xem là một loại mỹ phẩm dưỡng da hoàn toàn tự nhiên cho chị em. 7. Sữa chua. Sữa chua hay còn được gọi
là yeast, một loại sản phẩm bơ sữa được sản xuất bởi vi khuẩn lên men của sữa. Sữa chua đang được sử dụng phổ biến hiện nay là một loại sản phẩm lên men lactic từ sữa bò tươi, sữa bột hoặc sữa động vật sau khi đã khử bezo và thanh trùng vi khuẩn bằng phương pháp tiệt trùng Pasteur ở nhiệt độ khoảng 80 đến 90 độ C. Trong sữa chua có rất nhiều khoáng chất như vitamin C, vitamin D, canxi, axit lactic và probiotic nên có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe và sắc đẹp. Khi được sử dụng đúng cách thì sữa chua còn phát huy được hết nội lực vốn có của mình để trở thành một thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp. Đầu tiên về mặt sức khỏe, nhờ có nhiều vi sinh vật probiotic trong thành phần dinh dưỡng mà sữa chua bổ sung thêm rất nhiều lợi khuẩn cho đường ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa rất tốt. Bên cạnh đó, sữa chua còn có thể ngăn ngừa cao huyết áp, làm giảm cholesterol nhờ vào những loại khoáng chất như kali và canxi. Nếu ăn sữa chua thường xuyên thì bạn còn có thể bổ sung canxi cho xương và răng, giúp bảo vệ răng miệng tốt hơn. Hiện nay, càng ngày càng xuất hiện ra nhiều loại mặt nạ từ sữa chua. Điều này chứng tỏ một điều rằng sữa chua vô cùng tốt cho công cuộc làm đẹp. Trong sữa chua có chứa nhiều vi khuẩn probiotic giúp xóa mờ vết thâm, dưỡng cho làn da ẩm và đặc biệt là những men sinh vật có trong sữa chua là thành phần rất có lợi cho quá trình thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cho làn da hồng hào, mịn màng hơn. Hiện nay, ngày càng xuất hiện ra nhiều mặt nạ dưỡng da từ sữa chua. Điều này chứng tỏ một điều rằng sữa chua vô cùng tốt cho công cuộc làm đẹp. Trong sữa chua có chứa rất nhiều khoáng chất như vitamin C, vitamin D, canxi, axit lactic và probiotic có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe và sắc đẹp. 8 loại thực phẩm phụ nữ càng ăn nhiều càng nhanh già lại tàn phá sức khỏe nhanh khủng khiếp. 1. Đường và đồ ngọt. Đường là thực phẩm có thể gây tăng cân và góp phần làm cho làn da của bạn chảy xệ nhanh hơn và đặc biệt vô cùng gây hại cho sức khỏe. Ăn quá nhiều đường sẽ hình thành nên sự liên kết giữa gluco với protein và lipid, hai protein chịu trách nhiệm duy trì sự săn chắc và đàn hồi của làn da, từ đó phá hủy đi collagen và tăng cường sự phát triển của nếp nhăn. Ngoài ra, ăn quá nhiều đường cũng khiến cho bạn bị nhiễm nhiều loại bệnh mãn tính, điển hình là bệnh tiểu đường. Đường là một loại thực phẩm có thể gây tăng cân, tạo nếp nhăn, làm cho làn da của bạn chảy xệ nhanh hơn và đặc biệt là vô cùng gây hại cho sức khỏe. 2. Đồ chiên rán. Các món đồ chiên rán, thức ăn nhanh, bơ thực vật và các loại đồ ăn vặt thường có chứa nhiều chất béo chuyển hóa. Chúng không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tim mạch mà còn làm cứng động mạch hoặc làm hẹp các mạch máu. Điều này làm suy yếu lưu lượng máu dẫn đến da và gây ra lão hóa sớm, đồng thời hình thành nếp nhăn. 3. Muối. Phụ nữ cần phải tránh ăn nhiều những loại thực phẩm có chứa nhiều muối như phô mai, khoai tây chiên, bánh quy giòn, ngũ cốc. Bởi khi nạp quá nhiều muối, cơ thể của chúng ta sẽ giữ nước và gây sưng, bọng mắt. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, dư thừa muối cũng có thể làm cho các tế bào co lại dẫn tới mất nước. Khi không đủ nước, khiến cho làn da xuất hiện nếp nhăn và cuối cùng khiến cho làn da của chúng ta bị già đi nhanh hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị lượng muối phù hợp hàng ngày cho mỗi người lớn chỉ nên là 5g trên một ngày, tương đương với khoảng một nắp chai bia. Việc ăn lượng muối ít hơn 5g trên một ngày với người lớn sẽ giúp làm giảm nguy cơ gây huyết áp cao, có thể dẫn tới đột quỵ và bệnh tim mạch. 4. Đồ ăn chế biến sẵn. Dù được nhiều người ưa thích, nhưng các loại đồ ăn chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội vốn có chứa rất nhiều muối và chất bảo quản.
Nếu bạn ăn quá nhiều sẽ dẫn tới tình trạng mất nước, gây ra viêm. Hơn nữa, các sản phẩm này còn làm giảm vitamin C trong cơ thể, một chất rất quan trọng cho sự hình thành collagen. 5. Thịt bị nướng cháy. Phần bị nướng cháy đen trên miếng thịt có thể chứa hydrocarbon, gây nên viêm cho cơ thể. Điều này có thể phá vỡ các yếu tố cần thiết cho làn da như collagen, khiến cho bạn có một ngoại hình già nua hơn so với tuổi. Bạn nên hạn chế ăn thịt nướng và trước khi ăn thì cần phải loại bỏ hoàn toàn phần than đen bên trên miếng thịt của mình. 6. Khoai tây chiên. Khoai tây chiên gần như bị phân hủy ngay lập tức thành đường khi chúng vào bên trong của cơ thể chúng ta. Nếu khoai tây bị chiên trong dầu ở nhiệt độ cao thì nó sẽ giải phóng ra các gốc tự do. Điều này gây tổn thương cho tế bào của da. Nếu như bạn muốn thưởng thức khoai tây chiên theo cách lành mạnh nhất thì bạn có thể nướng chúng. Nếu khoai tây bị chiên ở dầu nhiệt độ cao thì nó sẽ giải phóng các gốc tự do và điều này gây tổn thương cho tế bào da của bạn. 7. Cà phê và đồ uống có chứa caffeine. Caffeine là chất lợi tiểu, khiến cho cơ thể của bạn bài tiết chất lỏng nhanh hơn, từ đó khiến cho cơ thể bị thiếu độ ẩm, dẫn tới việc da khô và mỏng manh hơn. Nhưng may mắn là điều này có thể giải quyết được. Bạn chỉ cần uống thêm một ly nước cho mỗi tách cà phê mà bạn tiêu thụ. Ngoài ra, đừng quên hydrat tế bào của mình bằng cách tăng cường lượng nước trong các tế bào của cơ thể. 8. Thực phẩm cay. Nếu ăn quá nhiều đồ cay thì bạn có thể mắc bệnh hồng ban trên da, khiến cho da trông đỏ và khiến cho da bị thiếu sức sống, trông kém trẻ trung. Ăn đồ ăn cay, hạn chế thì không có gì xấu. Nhưng nếu bạn ăn quá cay và quá thường xuyên thì bạn có thể mắc hội chứng tĩnh mạch mạng nhện, bọng mắt hoặc da bị đỏ vĩnh viễn. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, thay vì đợi đến lúc da bắt đầu xuống cấp vì các nếp nhăn và quá trình lão hóa rồi mới bắt đầu dưỡng và phục hồi thì phụ nữ cần chăm sóc tốt hơn khi tuổi xuân vẫn còn bên cạnh. Hãy ghi nhớ rằng những thực phẩm đến từ thiên nhiên bao giờ cũng tốt hơn các nhân tố hóa học, và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong mới đem lại được giá trị cốt lõi nhất. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin khép lại video tại đây. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.